Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Đồng Nai ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai, kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Kính chúc quý vị khán giả có một ngày mới làm việc hiệu quả và nhiều niềm vui. Chương trình sáng nay thứ năm ngày 18 tháng 7 2024 sẽ có các nội dung đáng chú ý như sau. Giai đoạn 2021 đến nay chưa có khu đất nào của tỉnh Đồng Nai được đấu giá thành công. Sôi nổi hoạt động tuyên dương học sinh học giỏi sống tốt tại các doanh nghiệp. Tháng 7 ấm áp nghĩa tình với bữa cơm tri ân và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân đã đến dự lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm hai Thứ trưởng Bộ Công an. Hội nghị do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long đã công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với Trung tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Đảng, nhà nước, đồng thời khẳng định đây là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm to lớn, là cơ hội để tiếp tục cống hiến, dốc hết toàn bộ tâm sức, trí lực, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Đảng và phục vụ nhân dân. Tin trong tỉnh Đồng Nai. Hôm qua, đoàn công tác của Trung ương do Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã đến khảo sát tình hình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Thưa ủy quyền của Trung tướng Lê Quốc Hùng, Đại tá Nguyễn Huy Khích, Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an dẫn đầu đoàn, đã có buổi khảo sát tại phường Tân Tiến và Tân Mai, thành phố Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu. Khảo sát tại phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường cho biết, quy mô diện tích tự nhiên của phường là 1,31 km2, dân số trên 16.200 người. Qua lấy ý kiến người dân trên địa bàn thì có hơn 80% người dân đồng tình với việc sáp nhập đơn vị hành chính của phường với phường Tân Mai. Người dân mong muốn sau khi sáp nhập thì các cơ quan chức năng liên quan cần quan tâm tập trung hỗ trợ người dân trong việc điều chỉnh về các thông tin trong các giấy tờ liên quan. Đối với đội ngũ cán bộ công chức sau khi sáp nhập dôi dư, mong muốn được bố trí về công tác tại các đơn vị địa phương nơi cư trú nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại. Trong khi đó, phường Tân Mai có diện tích tự nhiên cũng tương đối nhỏ với 1,36 km2, quy mô dân số chỉ trên 23.800 người. Người dân địa phương đồng thuận sáp nhập với phường Tân Tiến là 99%. Dự kiến đơn vị hành chính mới sau khi sáp nhập hai phường sẽ lấy tên là phường Tân Mai và đặt trụ sở làm việc mới tại Ủy ban nhân dân phường Tân Tiến. Dịp này, đoàn đã dự lễ ra mắt mô hình tổ an ninh trật tự tại cơ sở tham gia hòa giải mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân tại phường Tân Mai. Theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường, xã trên địa bàn thành phố Biên Hòa, thì sau khi hoàn tất thủ tục sắp xếp, thành phố sẽ giảm 5 đơn vị cấp xã phường gồm Thanh Bình, Hòa Bình, Quyết Thắng, Tam Hòa và Tân Tiến. Thưa quý vị, sau 2 ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, chiều qua kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa 10 đã hoàn thành chương trình đề ra và bế mạc. Các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua 23 nghị quyết, trong đó có các nghị quyết về quy định nội dung, mức chi hỗ trợ, tham gia học xóa mù chữ giai đoạn 2021-2025, công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với giáo viên tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và người lao động vô dư của cơ quan, tổ chức do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, v.v. Các nghị quyết được thông qua đã tạo cơ sở pháp lý để các cấp các ngành chủ động trong điều hành phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bảo đề nghị Ủy ban Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, các sở ngành tập trung chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong 6 tháng cuối năm 2024, nhất là ra soát các nội dung công việc đã đề ra từ đầu năm, xác định những nhiệm vụ có tiến độ chậm, chưa hoàn thành để tổ chức chỉ đạo quyết liệt nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đặt ra. Ủy ban dân tỉnh, các cơ quan hữu quan tập trung chỉ đạo, nhanh chóng cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ và hiệu quả, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.
Vâng, thưa quý vị, 23 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai, được kỳ vọng sẽ tác động lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội và liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân. Trước phiên bế mạc hôm qua, các đại biểu đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn nhiều vấn đề nóng được các đại biểu và cử tri quan tâm. Việc thực hiện nguồn thu từ khai thác đấu giá đất trên địa bàn tỉnh là vấn đề được các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai tái chất vấn lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai tại kỳ họp lần này. Theo kế hoạch số 125 ngày 8 tháng 4 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh, trong đó giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 18 khu thửa đất đối với tổng diện tích hơn 470 ha, ước tính giá khởi điểm khoảng gần 5.100 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua rà soát đến nay chỉ có một khu đất tại thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ hoàn thành các thủ tục có liên quan, đã đang thông báo đấu giá lần 2 với giá khởi điểm khoảng 8,8 tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn chưa có đơn vị đăng ký tham gia đấu giá. Như vậy, từ giai đoạn 2021 đến nay, chưa có khu đất nào được đấu giá thành công, đồng nghĩa với việc không khai thác được nguồn thu từ đấu giá đất để phục vụ các cái dự án trọng điểm trên địa bàn của tỉnh như 773-770B, không đảm bảo tính khả thi về kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2021-2025 của tỉnh đã đề ra. Do đó, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết các giải pháp trong thời gian tới để khai thác hiệu quả từ nguồn khai thác quỹ đất và các nguồn khác, đảm bảo nguồn vốn phục vụ cho các dự án công trình trọng điểm. Trả lời chất vấn của đại biểu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi cho biết, thời gian qua, công tác thuê đơn vị tư vấn để định giá đất cụ thể làm cơ sở xem xét phê duyệt giá khởi điểm gặp khó khăn do có ít đơn vị tư vấn tham gia hoặc không tham gia thực hiện tư vấn định giá đất. Một số khu đất thu hồi của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, thanh lý, chưa cắt cao su. Thêm vào đó, thị trường bất động sản trong giai đoạn này vẫn trầm lắng, chưa có dấu hiệu phục hồi nên ít nhà đầu tư quan tâm. Chính quyền địa phương cũng phải có trách nhiệm và cũng phải cùng với cái nào thuộc trách nhiệm của địa phương làm, cái nào của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh làm thì phải làm, đặc biệt là cái công tác bồi thường, công tác quy hoạch 1/500 cho các khu đấu giá đấy. Cái thứ hai nữa là Sở Tài nguyên Môi trường là cái cơ quan tham mưu để rà soát đưa vào các khu đất và xây dựng cái kế hoạch rồi thực hiện cái công tác bồi thường, rồi là tham mưu tìm đơn vị tư vấn để định cái giá đất. Liên quan đến phát triển hạ tầng giao thông, đại biểu Dương Thị Mỹ Châu, tổ đại biểu đơn vị huyện Nhân Trạch cho rằng, tình hình tai nạn giao thông đường bộ xảy ra trên địa bàn 6 tháng đầu năm là 325 vụ, làm 228 người chết, 176 người bị thương. Nguyên nhân chủ yếu khi tham gia giao thông là do thiếu quan sát 30%, đi sai làn đường 14,7%, vi phạm chuyển hướng 11,6%, vượt sai quy định 4%, sử dụng chất kích thích 4%, còn lại nguyên nhân khác trên 35%. Trong đó không thể không nói đến hạ tầng giao thông đường bộ. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tập trung đầu tư mới, mở rộng, nâng cấp nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Đường đầu tư mới, mở rộng ít hơn lượng xe mô tô, ô tô đăng ký mới hàng năm. Trước thực trạng trên, đại biểu đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh nêu giải pháp để trong thời gian tới, người dân thuận lợi hơn khi tham gia giao thông đường bộ. Giải pháp thứ nhất đó là tiếp tục đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án trên địa bàn tỉnh. Trong đó thì tiếp tục thực hiện chiến dịch tăng tốc 30 ngày đêm cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số công trình trọng điểm của quốc gia cũng như là của tỉnh. Tiếp tục phối hợp với các bộ ngành trung ương và chỉ đạo các sở ban ngành và các địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công các tuyến cao tốc, vành đai, đường tỉnh, đường huyện để sớm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng cũng cho biết trong thời gian tới, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các sở ngành và địa phương thực hiện tốt công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đồng thời thường xuyên rà soát, phát hiện kịp thời các tồn tại bất cập về tổ chức giao thông để khắc phục ngay nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân và vận chuyển hàng hóa, góp phần cải thiện tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác trên các lĩnh vực kinh tế đời sống.
Trong 6 tháng đầu năm, cơ quan thuế các cấp luôn chú trọng việc kiểm kê, rà soát mã số thuế, đảm bảo kiểm soát, nắm bắt kịp thời đối tượng nộp thuế để đưa vào diện theo dõi, quản lý thuế. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Thuế, tính đến thời điểm ngày 19 tháng 6 năm 2024, toàn quốc có trên 933.200 doanh nghiệp đang kinh doanh, tăng 1,2% so với thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023. Qua công tác nắm tình hình hoạt động của doanh nghiệp, cơ quan thuế các cấp đã tăng cường đôn đốc, nộp tờ khai, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của người nộp thuế, phát hiện các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, không nộp kịp thời số thuế phải nộp để có các biện pháp chấn chỉnh xử lý. Nhờ đó công tác quản lý, giám sát kê khai thuế ngày càng chặt chẽ và có những chuyển biến tích cực. Song song với việc tạo thuận lợi cho người nộp thuế, các cơ quan thuế tiếp tục đẩy mạnh công tác xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế của người nộp thuế. Cơ quan thuế đã lập và gửi hơn 42.000 biên bản vi phạm hành chính đối với gần 57.000 hồ sơ khai thuế cho trên 38.000 người nộp thuế. Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam cho biết tổng nguồn vốn hoạt động tín dụng chính sách đến nay đạt gần 373.000 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội đạt gần 47.000 tỷ đồng. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 351.000 tỷ đồng, với hơn 6,8 triệu khách hàng còn dư nợ. Cùng với tăng trưởng tín dụng, thời gian tới, toàn hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, nhận ủy thác thực hiện đồng bộ giải pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ. Bên cạnh đó, tăng cường công tác truyền thông về tín dụng chính sách xã hội và hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội, tập trung thực hiện chuyển đổi số, triển khai các dự án trọng tâm nhằm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính, ngân hàng toàn diện cho các đối tượng khách hàng của Ngân hàng Chính sách Xã hội, triển khai thực hiện chính sách một cách nhanh chóng, kịp thời đến các đối tượng thụ hưởng, góp phần ổn định và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đầu tư tín dụng ưu đãi các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo kết quả điều tra của Vụ Dự báo và Thống kê vừa được công bố, trong 6 tháng đầu năm 2024 vừa qua, các tổ chức tín dụng đã đáp ứng nhu cầu vay vốn tổng thể của khách hàng ở tỷ lệ cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ các tổ chức tín dụng nhận định đáp ứng nhu cầu vay vốn ở mức cao từ 75% nhu cầu vốn trở lên của nhóm 14 ngân hàng thương mại trọng yếu trong kỳ điều tra vừa qua tiếp tục là 100%. Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng, trong 6 tháng đầu năm, các tổ chức tín dụng có xu hướng không đổi hoặc nới lỏng nhẹ tiêu chuẩn tín dụng. Xu hướng nới lỏng này ghi nhận ở các lĩnh vực như cho vay đầu tư ứng dụng công nghệ cao, cho vay đầu tư công nghiệp hỗ trợ, cho vay mua nhà để ở, cho vay đầu tư ngành dịch vụ logistics, công nghiệp chế biến chế tạo, cho vay kinh doanh xuất nhập khẩu, cho vay đầu tư kinh doanh du lịch và nhóm khách hàng cá nhân. Cũng theo Vụ Dự báo và Thống kê, trong 6 tháng vừa qua, các tổ chức tín dụng cũng giảm bớt xu hướng thắt chặt tiêu chuẩn tín dụng đối với các lĩnh vực đầu tư kinh doanh chứng khoán, đầu tư kinh doanh bất động sản, kinh doanh tài chính ngân hàng, bảo hiểm và lĩnh vực xây dựng. Trong hai quý cuối năm, các tổ chức tín dụng cho rằng xu hướng nới lỏng, nhẹ tiêu chuẩn tín dụng sẽ tiếp tục diễn ra theo hướng tích cực hơn so với các tháng đầu năm. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 52/2024 quy định về thanh toán không dùng tiền mặt có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, thay thế Nghị định số 101/2012 đã được sửa đổi bổ sung. Nghị định số 52 là văn bản pháp lý quan trọng về lĩnh vực thanh toán không dùng tiền mặt, có ảnh hưởng rộng đến nhiều lĩnh vực, đối tượng, tổ chức, cá nhân liên quan, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, tạo thuận lợi cho chuyển đổi số ngành ngân hàng và phát triển các sản phẩm, dịch vụ thanh toán. Gần đây, anh Vũ Minh Hiếu đã không còn mang theo quá nhiều tiền mặt bên mình, bởi với những tiện ích của công nghệ, việc thanh toán các khoản chi đều được thực hiện online. Hình thức thanh toán online cũng khá đa dạng như quẹt thẻ ATM tại các máy POS, chuyển khoản, quét mã QR. Điều này giúp người dân hạn chế bị mất tiền do đánh rơi ví hoặc móc túi. Bây giờ em thấy là cái quét QR với chuyển khoản thì nó tiện ích hơn. Nhiều khi mình không có đem tiền mặt thì mình chuyển khoản với mình quẹt thẻ thì nó tiện ích cho người tiêu dùng hơn. Với lại hiện nay là mình quẹt thẻ thì nó an toàn hơn khi mình đem theo tiền mặt. Nghị định số 52/2024 của Chính phủ quy định về thanh toán không dùng tiền mặt là văn bản quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý cơ bản vững chắc cho hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt với việc quy định cụ thể chi tiết và tính bảo mật đối với các công ty xây dựng, phát triển cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thanh toán mới tiện ích cho người dùng. Hiện nay, trước nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, hầu hết các điểm bán hàng đều chấp nhận hình thức thanh toán online.
trang bị nhiều trang thiết bị để nâng cao tính hiệu quả của hình thức này. Thêm thấy thì hiện nay các khách hàng đến với cửa hàng đều giao dịch bằng chuyển khoản hoặc là quẹt thẻ. Thì em thấy cái đó rất là tiện lợi cho cửa hàng mà cũng rất là tiện lợi cho khách hàng. Bây giờ đa số khách hàng ra đường là đa số là chỉ cầm điện thoại với cầm thẻ thôi, chứ không cầm tiền mặt. Và như thế thì bên cửa hàng em cũng có một cái lợi là kiểm soát được tiền mặt tiền dễ dàng hơn. Và vấn đề đó thì nó cũng nhanh hơn. Khách có thể chủ động tự cho mình tự chuyển động và chuyển khoản và nó nhanh hơn ạ. Hiện nay hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trong cả nước đã phát triển mạnh mẽ với hơn 182 triệu tài khoản thanh toán của khách hàng cá nhân, tương ứng với hơn 87% người trưởng thành có tài khoản tại ngân hàng. Đặc biệt số lượng giao dịch thanh toán qua kênh di động và QR code tăng trưởng nhanh chóng. Theo cập nhật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tính đến cuối quý 1 2024, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt đã tăng 56% về số lượng và 31% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt qua điện thoại di động tăng 58% về số lượng và 33% về giá trị. Cái xu hướng là triển khai công nghệ 4.0 nên BIDV cũng đã khẩn trương xây dựng những cái chương trình đối với khách hàng cá nhân thì có cái sản phẩm Smart Banking. Thì trên đó thực ra là có rất nhiều tiện ích và đồng thời là theo xu hướng bây giờ thì nhiều cái nơi cung cấp dịch vụ cũng như là mua bán hàng thì đều có những cái hình thức thanh toán mà chủ yếu là sử dụng trên điện thoại smartphone. Thì BIDV cũng đã xây dựng tất cả các cái chương phần mềm và có những sử dụng rất hiệu quả và ít lỗi xảy ra. Trong Nghị định 52, Chính phủ đã quy định về tiền điện tử và những hình thức thể hiện của tiền điện tử được sử dụng trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, bao gồm ví điện tử, thẻ trả trước, trách nhiệm của những công ty cung ứng dịch vụ ví điện tử và thẻ trả trước cũng như các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các hình thức thanh toán quốc tế, hoạt động cung ứng dịch vụ từ nước ngoài vào Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài. Để đảm bảo an toàn khi giao dịch trực tuyến, Ngân hàng Nhà nước cũng vừa ban hành quyết định 2345 về bắt buộc nhận diện sinh trắc học đối với các giao dịch trên 10 triệu đồng một lần, 20 triệu đồng một ngày. Liên quan đến hoạt động công đoàn, nhằm động viên con công nhân viên chức lao động đạt kết quả cao trong năm học vừa qua, những ngày này các cấp công đoàn trong tỉnh Đồng Nai đang sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động tuyên dương, khen thưởng, khích lệ các em nỗ lực hơn trong năm học tiếp theo, ghi nhận của phóng viên Đồng Nai Ngày Mới. Cụ thể, Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bouchen Việt Nam vừa tổ chức lễ tuyên dương con công nhân lao động đạt thành tích học giỏi sống tốt lần thứ 22 năm 2024. Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Bùi Thị Bích Thủy cùng đại diện lãnh đạo công ty đã tham dự. Tại buổi lễ, 559 học sinh đạt thành tích xuất sắc trong suốt các cấp học được tuyên dương. Nhiều em là tấm gương vượt khó, học giỏi, đạt giải cao trong các kỳ thi cấp tỉnh và huyện. Đặc biệt có những gia đình công nhân có hai con đều được khen thưởng. Hoạt động khen thưởng học sinh, con công nhân có kết quả xuất sắc trong học tập được tổ chức hàng năm nhằm khích lệ và cổ vũ các em nỗ lực hơn trong năm học tiếp theo. Qua đó thể hiện sự quan tâm của ban giám đốc công ty và tổ chức công đoàn với mong muốn cùng chung tay với gia đình, cộng đồng và xã hội chăm sóc và giáo dục các cháu ngày một tốt hơn, đồng thời động viên công nhân tích cực sản xuất gắn bó với doanh nghiệp. Dạ, đây là lần đầu tiên con được tuyên dương ở công ty Bấn Chiên và đây sẽ là động lực để cho con cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập vào những năm tiếp theo. Và con cũng mong là tất cả các bạn ở đây sẽ được một lần nữa cùng con và mọi người tham gia những cái đợt lãnh thưởng tiếp theo. Tuyên dương cho các cháu học giỏi sống tốt thì công đoàn cơ sở công ty Bouchen thì đã là triển khai từ năm 2002 đến nay. Thì cái chương trình này thì mỗi năm là bên công đoàn sẽ tuyên dương là cho các cháu là khoảng là từ 600 tới 700 cháu là học giỏi xuất cấp. Còn riêng những cháu mà đạt thành tích mà tiên tiến thì có khoảng trên từ 8.000 trở lên các cháu được. Năm nay là được là tuyên dương tổng cộng là 559 cháu là được học giỏi xuất cấp. Trước đó, công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Chansin Việt Nam tại khu công nghiệp Thành Phú, huyện Vĩnh Cửu có 1.400 em học sinh là con của cán bộ, nhân viên, công nhân lao động đạt thành tích học giỏi sống tốt, trong đó có 870 em đạt thành tích giỏi toàn cấp. Đặc biệt từ trước tới nay, có nhiều em được nhận thưởng tại công ty từ 8 đến 10 lần. Trong đợt tuyên dương đầu tiên, công đoàn cơ sở tổ chức tại nhà máy tại Long Thành. Công đoàn và cùng công ty
thì cũng tổ chức các cái buổi tuyên dương học giỏi sống tốt cho các con em, thì cái điều đó cũng là cái động lực giúp cho chúng tôi có thể hoàn thành tốt hơn công việc và có một cái niềm khích lệ gì đó để chúng tôi có thể là gắn bó nhiều hơn với công ty. Số lượng thì hàng năm càng tăng thì chất lượng cũng như thế. Trong cái năm nay là 1.395 em đạt cái thành tích xuất sắc giỏi, thì trong đó có 200 em là đạt học sinh giỏi toàn cấp. Tại nhiều công đoàn cơ sở ở các đơn vị doanh nghiệp khác đều đồng loạt khen thưởng, ghi nhận thành tích của các em học sinh. Đáng chú ý, số lượng các cháu được tuyên dương năm nay đều nhiều hơn các năm trước. Đây không chỉ là niềm vui, tự hào của các phụ huynh, mà còn thể hiện trách nhiệm chăm lo của tổ chức công đoàn và doanh nghiệp. Đồng Nai Ngày Mới sáng nay chuyển sang các thông tin thời sự đáng chú ý khác vừa diễn ra trong tỉnh Đồng Nai. Ban tuyên giáo huyện ủy Định Quán mới đây tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo và hoạt động ban chỉ đạo 35 huyện ủy 6 tháng đầu năm 2024, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 6 tháng đầu năm nay, hệ thống tuyên giáo đã thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng dư luận xã hội của các tầng lớp nhân dân và đạt được những kết quả nhất định trên các lĩnh vực. Ban chỉ đạo 35 huyện ủy đã tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, hướng dẫn việc tạo, sử dụng các trang fanpage trên mạng xã hội nhằm phản bác lại các âm mưu của các thế lực thù địch trên địa bàn. 6 tháng cuối năm, Ban tuyên giáo huyện ủy tiếp tục hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, định hướng đấu tranh phản bác các thông tin quan điểm sai trái thù địch, tăng cường chia sẻ lan tỏa các thông tin tích cực chính thống, thông tin kịp thời các sự kiện chính trị của huyện. Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh thành phố Long Khánh vừa tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4, khóa 6 năm 2024. Lớp bồi dưỡng được tổ chức gồm 32 tiết học với 9 chuyên đề. Ban tổ chức lớp sẽ tổ chức viết bài thu hoạch và được thông tin thêm một số tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội liên quan đến công tác quốc phòng an ninh hiện nay. Thông qua lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đợt này nhằm trang bị cho cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới, làm rõ âm mưu và thủ đoạn, diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thống Nhất hôm qua tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền luật hợp tác xã và chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể năm 2024 cho hơn 100 chị là hội viên phụ nữ, các thành viên hợp tác xã, thành viên tổ hợp tác, các đối tượng để vận động thành lập tổ hợp tác hoặc hợp tác xã trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Nai đã trình bày những điểm mới của luật hợp tác xã năm 2023, luật số 17/2023, ban hành ngày 20/6/2023 và các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Theo đó, so với luật hợp tác xã 2012, luật mới có nhiều điểm đổi mới quan trọng, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển hợp tác xã, bao gồm mở rộng đối tượng tham gia, đa dạng hóa loại hình hợp tác xã, tăng cường vai trò của thành viên, đổi mới quản trị hợp tác xã, đồng thời giới thiệu chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và chia sẻ kinh nghiệm từ các mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Buổi tập huấn tuyên truyền luật hợp tác xã và chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể năm 2024 đã nâng cao nhận thức về mô hình kinh tế hợp tác xã cho các hội viên, qua đó góp phần vào sự phát triển chung của địa phương. Tỉnh đoàn, Hội sinh viên tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức khánh thành công trình thư viện thân thiện cho em tại trường trung học cơ sở Trường Chinh, xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú. Công trình thư viện thân thiện cho em có tổng trị giá 100 triệu đồng do Trung ương Hội sinh viên Việt Nam trao tặng, với ý nghĩa nhằm cải tạo, trang bị không gian thư viện tại các điểm trường khó khăn trên địa bàn Đồng Nai. Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm phong trào thanh niên tình nguyện hè tỉnh Đồng Nai và cũng là hoạt động trong khuôn khổ chiến dịch sinh viên tình nguyện mùa hè xanh tỉnh Đồng Nai năm 2024. Thư viện được khánh thành và đưa vào sử dụng sẽ là động lực tiếp thêm sức mạnh để thầy và trò nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học. Thưa quý vị khán giả, bữa cơm tri ân là mô hình được các cấp bộ đoàn tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện từ năm 2023 và thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Trong những ngày tháng 7 này, đoàn viên thanh niên khắp các huyện, thành phố trong tỉnh lại cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị thực phẩm để nấu những bữa cơm tri ân ấm áp tại gia đình các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương bệnh binh và người có công với Tổ quốc, ghi nhận của phóng viên thời sự. Những ngày tháng 7 này,
Nhà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Kim Vệ, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc rộn ràng hơn bởi tiếng nói cười của các đoàn viên thanh niên. Ngay từ sáng sớm, đoàn viên thanh niên đã có mặt, tự tay đi chợ, sơ chế thực phẩm, nấu nướng để chuẩn bị bữa cơm đặc biệt. Thì đây là một hoạt động rất là có ý nghĩa đối với em, và đây cũng là lần đầu tiên mà em tham gia. Thì em mong là sau này sẽ có nhiều những cái hoạt động như vậy. Rồi tháng này là tháng 7 là tháng tri ân, thì em mong là sẽ có nhiều những cái hoạt động đền ơn đáp nghĩa như vậy nữa, để tiếp tục giữ gìn truyền thống tốt đẹp. Đến thăm gia đình, rồi tổ chức hoạt động, tổ chức nấu cơm, rồi là hoạt động rất là ý nghĩa, thiết thực. Thì qua đó đây thì mình sẽ gần gũi với mẹ, với gia đình của mẹ. Mỗi đoàn viên một phần việc, cùng nhau dọn dẹp, nấu vài món ăn ngon quen thuộc, cùng nhau sắp mâm cúng để dâng lên những nén tâm nhang, lòng thành kính biết ơn với những hy sinh cao đẹp của thế hệ đi trước. Bữa cơm tri ân không chỉ giáo dục thế hệ trẻ về đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, thông qua đó còn nêu cao lý tưởng sống cao đẹp, hướng thiện và có ích cho xã hội. Có mong muốn thế hệ trẻ sau này ăn học giỏi, thành đạt, giữ gìn non sông đất nước. Mình là một người con đất nước của Việt Nam, phải tiến lên. Cũng sẽ tổ chức nhiều cái hoạt động nhằm hướng đến cái việc mà tri ân và kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, như là đồng loạt tổ chức thắp nến tri ân ở các cái nghĩa trang, đền thờ cũng như là bia tưởng niệm trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra thì đối với các đơn vị thì còn tổ chức nhiều cái hoạt động như là nói chuyện truyền thống, giao lưu gặp gỡ những cái nhân chứng lịch sử trên địa bàn tỉnh, và phối hợp với các cái tổ chức như là Cựu Thanh niên Xung phong, Hội Cựu Chiến binh và các cái đơn vị đồng hành, rồi quân sự, để mà làm sao có những cái hoạt động tri ân, ghi nhớ những cái công ơn của các chú, các anh, những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho cái sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước. Bữa cơm tri ân là hoạt động thường niên của các cấp bộ đoàn toàn tỉnh, là món quà nhỏ cho mỗi dịp tháng 7 về của đoàn viên thanh niên, tri ân công lao của các thế hệ đã chiến đấu, hy sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc. Việc làm tuy nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, nhắc nhở thế hệ trẻ thấm thía giá trị của cuộc sống hôm nay, để từ đó biết tu dưỡng, rèn luyện bản thân, góp sức xây dựng quê hương đất nước. Thông tin giáo dục đáng chú ý, hôm qua Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi và phổ điểm các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 của hơn 1,07 triệu thí sinh. 30 phút đầu tiên công bố có xảy ra tình trạng nghẽn mạng. Về điểm thi, đáng chú ý môn toán không có thí sinh nào đạt điểm 10. Học sinh tỉnh Vĩnh Phúc đạt trung bình 7,464 điểm, giữ vững vị trí đứng đầu trong 63 tỉnh thành. Môn toán là một trong 3 bài độc lập và bắt buộc để xét công nhận tốt nghiệp. Đây cũng là môn thi xuất hiện trong nhiều tổ hợp xét tuyển đại học như A00 toán lý hóa, A01 toán lý anh, D01 toán văn anh, v.v. Tuy nhiên, môn này không có thí sinh nào đạt điểm 10. Môn ngữ văn có điểm trung bình là 7,23. Ngữ văn có 2 thí sinh đạt điểm 10 ở tỉnh Nam Định, Đồng Tháp và 29 thí sinh bị điểm 0. Môn tiếng Anh có điểm trung bình là 5,51. Các môn sinh học, giáo dục công dân, địa lý, lịch sử, hóa học và vật lý có điểm trung bình lần lượt là 6,28 điểm, 8,16 điểm, 7,19 điểm, 6,57 điểm, 6,68 điểm, 6,67 điểm. Về điểm trung bình, tỉnh Vĩnh Phúc đứng đầu với 7,464 điểm. Năm nay, số điểm trung bình của các thí sinh Đồng Nai là 6,531 điểm, xếp vị trí thứ 41. Hà Giang có điểm thi tốt nghiệp thấp nhất, chỉ 5,83. Đây là tỉnh duy nhất có điểm trung bình dưới 6. Toàn tỉnh có hơn 32.244 trong tổng số hơn 33.000 thí sinh dự thi, được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, đạt tỷ lệ 98,79%. Trong đó, hệ trung học phổ thông đạt tỷ lệ 99,77%. Hệ giáo dục thường xuyên đạt 94,29%. Đáng chú ý, so với năm 2023, tỷ lệ thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hệ giáo dục thường xuyên năm nay tăng đến 6,58%. Cũng theo thống kê của Sở Giáo dục Đào tạo Đồng Nai, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, toàn tỉnh có 89 bài thi đạt điểm 10, trong đó nhiều nhất là bài thi môn giáo dục công dân với 24 bài, tiếp đến là hai môn lịch sử và địa lý, mỗi môn có 22 bài, hóa học có 12 bài, ngoại ngữ có 8 bài và sinh học có 1 bài.
Thủ khoa của kỳ thi năm nay là thí sinh Phạm Ngọc Quỳnh Như, học sinh trường Trung học phổ thông Phước Thiền, huyện Nhân Trạch, đạt 53,4 điểm.